Có chung xuất phát đúng không anh? Nhiệm vụ của các người đồ là phải hoàn thành cự ly 1500m. Người đồ nào hoàn thành cự ly trên với thời gian nhanh nhất và không vi phạm bất kỳ điều lệ nào do ban tổ chức quyết định sẽ đương nhiên đoạt ngôi quán quân. Một lần nữa phần thưởng cho chức vô địch ngày hôm nay ngoài cúp cờ chúng ta sẽ nhận tiền thưởng 40 triệu đồng. Rồi số 9 bắn ra vẫn chưa thể di chuyển và dùng xuất phát. Bên cạnh đó là người đua số 3 Diêu Linh, người đua số 10 Roxy. Hôm nay các vận động viên người ngựa của chúng ta rực rỡ màu sắc. Người đua số 4 Bánh Băng đã di chuyển và dùng xuất phát thành công. Trước mắt quý vị và các bạn đó là nội đồ số 6 Lucas Cole, trung tên của một chân thủ bóng đá của đội tuyển Mỹ và đang là nỗi ám ảnh của các hậu vệ của giải bóng đá ngoại hạng Anh. Lucas Cole đang thi đấu cho câu lạc bộ Everton. Giới chuyên môn nhận định khả năng giành chiến thắng của Lucas Cole ngày hôm nay rất cao. Và thời điểm này thì có 4 người đua, 5 người đua chưa thể di chuyển vào trường xuất phát thành công. Các nhân viên kỹ thuật của chúng tôi đang làm việc rất lớn để hướng dẫn luôn các cô di chuyển vào trường xuất phát. Cũng như môn đua ngựa trên thế giới thì việc di chuyển vào trường xuất phát là một vấn đề hết sức khó khăn. Đây là những người đứng ở trên cục thể hậu bối của các người
chinh chiến đã đi vào huyền thoại như là sức thu, sức ảnh, giang chiếu ngập sư tử, thiên lý, đặc tiết over. Rossi, một trong những người đồ được chơi kim môn, chuyên gia trong làng đồ ngựa đánh giá sẽ có khả năng gây bất ngờ nhất trong ngày thi đấu hôm nay. Rossi đã nhận được 3 tấn công. Chỉ còn 2 người đồ nữa mà thôi. Bộ phận kim môn của chúng tôi đã tới cơ hội tươi cười khi mà Rossi nhận được và bị xuất phát thành công. Chỉ còn lại Christina và người đồ số 3 Diệu Linh. Trong số này thì người đồ lớn tuổi nhất là người đồ số 11 Kha Hoa Nữ. Số thứ tự của người đồ này cũng trung với số tuổi của Kha Hoa Nữ, 11 tuổi. Người đồ trẻ nhất là người đồ 4 tuổi Diệu Linh, Lukaku, Nadal và Roxy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.